Trong các video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt được cái thằng ngục Red vào trong máy tính của chúng ta cũng như là cài đặt xong cái phần mềm Sam rồi và chúng ta cũng đã tìm hiểu xong một số cái phần chức năng cơ bản của thằng ngục Red thì trước khi chúng ta tiếp tục đi tìm các, hiểu các chức năng cơ bản của nó thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái tình huống lỗi như sau mà rất nhiều bạn gặp phải ở trong Windows ha thì khi mà chúng ta khởi động cái phần MySQL lên các bạn thấy là mỗi lần mà chúng ta muốn truy cập vào trong database hoặc là truy cập vào trong ngục Red thì các bạn luôn luôn phải mở cái phần mềm SAM lên, đúng chưa? Và sau đó kích hoạt cái thằng Apache cũng như là kích hoạt cái thằng MySQL này lên thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Thì lúc này, đối với những máy tính Windows thì rất thường xuyên bị một cái lỗi đó là gì? Khi mà các bạn mở cái phần Start này lên á, Start MySQL chẳng hạn, thì vô tình chúng ta gặp một cái lỗi như sau ha. Các bạn đọc ở bên dưới này. Đây, MySQL shutdown unexpectedly này. Đấy, thì cái lỗi này rất thường xuyên gặp ở những bạn nằm trong máy tính Windows ha. Còn những bạn ở máy tính Mac thì có lẽ sẽ ít gặp hơn. Thì lúc này chúng ta có thể copy cái dòng lỗi này để lên Google ha. Các bạn copy cái dòng lỗi này. Ctrl C này. Truy cập lên Google. Và gõ trực tiếp ở đây. Thì khi mà chúng ta gõ ở đây tìm kiếm các bạn sẽ thấy là có rất nhiều người cũng mắc phải cái lỗi này ha. Thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào những cái phần video này để chúng ta làm theo một số cái hướng dẫn. Giả sử ha. Ở đây mình đưa ra một số tình huống như sau này thì cái lỗi này nó thường xảy ra khi mà chúng ta bị chiếm bọt, ha tại vì sao các bạn thấy là mỗi cái dịch vụ trong đây á, nó sẽ à, được chạy trên một cái bọt nhất định giả sử dịch vụ của chúng ta là dịch vụ web localhost đúng chưa mình chạy trên bọt 3000 là của thằng nacs này rồi mặc định của thằng sam là nó sẽ chạy trên bọt là 80 đúng chưa rồi tương tự đối với cái thằng mysql cũng vậy ha đây đối với thằng mysql này mặc định nó sẽ chạy ở trên một cái bọt là bọt 3306 thì đôi khi máy tính của các bạn sẽ bị một số cái dịch vụ khác chiếm quyền cái port này Do đó thằng này nó không chạy được Hoặc là một số lý do khác nữa, ha. ví dụ như các bạn có thể quên tắt phần mềm SAM Trước khi chúng ta uh, reset lại máy hoặc là tắt máy chẳng hạn Thì vô tình cái dịch vụ uh, máy SQL nó đã chạy ngầm ở trong máy rồi Thì lúc này chúng ta có một số cách giải quyết như sau ha Thứ nhất là các bạn cần phải trả lời được câu hỏi là Trong máy tính của các bạn có cài cái phần mềm Sky hay không? Đấy Tại vì thường cái phần mềm Sky này nó sẽ chiếm một số cái bọt nhất định của thằng Sam ha. Và cái vấn đề này cũng khá nổi tiếng ở trên mạng. Và rất nhiều người gặp, gặp phải vấn đề này. Đấy. Rồi cái giải pháp thứ hai là các bạn sẽ kiểm tra vào trong cái phần Task Manager. Ok. Và các bạn rà soát trong cái phần dịch vụ chạy ngầm ở đây nè. Mình kiếm xem coi có cái nào là MySQL hay không. Ha. Nếu như thấy thì mình sẽ click vào hàng đó và bấm vào End Task để mình dừng cái dịch vụ chạy ngầm đi. Tại vô tình chúng ta tắt mà nó chưa kịp tắt đó ha. Ok. Rồi cách thứ ba phổ biến hơn là gì? Các bạn sẽ truy cập vào trong cái phần uh, cấu hình của thằng Sam này. Đấy, thì cái chỗ này thì lúc các bạn cài đặt á, các bạn chọn đường dẫn nào thì chúng ta sẽ truy cập vào cái đường dẫn đấy ha. Hiện tại mình đang cài đặt ở trong desktop, thì các bạn truy cập vào trong phần mềm Sam, cũng như là đi tiếp vào trong một cái thư mục là thư mục MySQL. Đây, thì ở trong thư mục này các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái folder là folder backup. Đấy là dành cho những trường hợp vô tình bị lỗi thì mình sẽ lấy lại cái data của cái thằng này để copy ra ngoài và cái thằng backup này nó sẽ được lưu ở trong cái thằng data, data ha đây data thì đây là cái thư mục hiện tại mà nó đang uh, tiến hành chạy còn cái thư mục backup này là cái thư mục để phòng chúng ta bị lỗi chúng ta sẽ copy vào lại ha thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành giúp mình restart lại những cái phần này chúng ta tắt hết đi ha và chọn vào cái phần quit mình sẽ thoát hết đi cái phần mềm ram ok kiểm tra trong đây luôn ha rồi sau đó các bạn truy cập vào trong thư mục backup này và mình sẽ copy lại toàn bộ cái phần này. Thì trước khi copy lại toàn bộ cái phần này thì chúng ta cũng nên lưu lại một cái bản backup dành cho thằng data đã ha. Mặc dù nó bị lỗi nhưng mà vô tình nếu chúng ta copy thằng này không thành công thì mình sẽ tìm cách khác. Được chưa? Rồi các bạn mở một cái thư mục mới ha. Đi một cái thư mục mới này. Data backup chẳng hạn. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ copy lại toàn bộ cái phần này vào bên trong thằng data backup ví dụ ha copy này copy hết toàn bộ vào trong thư mục này và bỏ vào trong đây để chúng ta lưu lại ha rồi các bạn cứ nhấn này và skip rồi sau đó các bạn truy cập vào trong phần backup để mình copy lại toàn bộ cái phần dữ liệu cũ ha dữ liệu cũ này và mình sẽ bỏ vào trong phần data và các bạn sẽ ghi đề luôn nha bỏ vào đây Đấy, rồi nó báo là mình có muốn replay hay không Replay tức là mình sẽ thay thế lại toàn bộ cái phần data cũ đấy Thì các bạn click vào cái phần là replay Ok, rồi Thì sau khi mình click vào phần replay xong rồi á Thì lúc này các bạn sẽ mở lại cái phần mềm SAM ha Và tốt nhất thì các bạn cũng nên thử restart lại máy ha Rồi, mình sẽ thử mở lại phần mềm SAM này thì lúc này chúng ta sẽ truy cập lại thêm mục này ha đây đây thêm mục cài đặt sam này kéo xuống bên dưới chúng ta có một cái thằng là thằng Sam Control thì mình sẽ chụp phải vào thằng này và chọn Run SSMin OK rồi Yes rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào phần Start để kích hoạt lại hai thằng này ha đầu tiên là Apache OK mình chờ nó chạy ha đừng có vội rồi tiếp tục là thằng MySQL bấm lại Start thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái ứng dụng chúng ta đã được chạy thành công và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ha, truy cập vào trên web này. Chúng ta sẽ mở vào phần localhost 80 chẳng hạn, đây là port mặc định của thằng Sam. Rồi chúng ta sẽ click lại vào cái phần BSB My Admin để mình coi coi nó có hoạt động được hay không ha. Click vào đây. Và mình sẽ chờ nó điều hướng sang cái thằng MySQL. Ok, vậy là khi chúng ta truy cập lại được vào cái trang này á, tức là mình đã kích hoạt lại thành công và mình đã fix được cái lỗi đó rồi ha. Thì các bạn nhớ những trường hợp như vậy ha. Còn lại các bạn có thể tham khảo thêm những cách fit khác. Tại vì lúc này cái lỗi này nó sẽ có rất nhiều lý do ha. Và mỗi máy tính khác nhau nó sẽ thường có một cái lỗi khác nhau. Thì đây là cái lỗi fit dành cho phổ biến nhất thôi. Được chưa? Các bạn cứ truy cập vào trong cái folder là backup. Ví dụ mình làm lại ha. Đây. Vào trong cái phần này. MySQL này. Đấy. Các bạn nhớ là trỏ vào trong thư mục SAM nha. Rồi vào trong thư mục backup. Và copy lại toàn bộ cái phần này và mình bỏ vào thư mục data thì khi mình chạy xong rồi ấy, thì các bạn sẽ xóa cái thư mục này đi được chưa rồi đó là cái một số cái lưu ý khi chúng ta thực hiện với cái thằng sam cũng như là thằng mysql ha và cái lỗi này cũng là lỗi mà hầu như uh, 70 phần trăm những người xài sam để mắc phải ha cho nên các bạn cũng không cần phải lo lắng gì cả cứ bình tĩnh mà viết thôi rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại tiếp ở trên đây xem cái phần database cũ của mình á nó có chạy được hay không ha đây click vào cái phần này thì ngay lập tức các bạn thấy là cái data cũ vẫn hoạt động bình thường thì sau này đôi khi cái data cũ của mình nó sẽ bị mất luôn cho nên là khi mà chúng ta tương tác với cuộc red và tạo những cái phần uh, database ở phía local á thì mình cũng nên mỗi lần mà chúng ta làm xong á mình cũng nên tạo một cái bản backup riêng nhìn cho database ha các bạn có thể click vào cái phần là export này để nó sinh ra cho chúng ta một cái file sql để sau này mình hoàn toàn có thể sử dụng cái file này để chúng ta tạo lại một cái data mới mà chúng ta không bị mất dữ liệu ha ví dụ các bạn nhấn vào phần export này đấy để mình xuất ra một cái file SQL hoàn chỉnh. Rồi chúng ta chọn cái phần name. Cái này không cần ha. Mình có thể chọn vào cái phần quick này. Rồi format là SQL. Hoặc là chọn phần custom cũng được. Chúng ta sẽ cho nó nén lại ha. Nén lại thành một cái file zip chẳng hạn. Rồi các bạn đọc kỹ trong đây ha. Mình sẽ kéo xuống bên dưới nè. Kiếm tới cái phần option giúp, uh, giúp chúng ta có thể nén lại thành một cái file zip. Ok. Mình nhìn kỹ ở trong đây ha. Display comment này. OK, đây, cái chỗ này là mình có nén hay không? Thì các bạn chọn một phần menu và click vào phần là zip. Mình sẽ nén thành một cái file zip ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần go. Thì lúc này nó sẽ tải về cho chúng ta một cái file sql chứa toàn bộ cái phần data của mình. Đấy, thì cách này nó sẽ tốt hơn ha. Khi mà chúng ta có quá nhiều dữ liệu trong máy tính, thì vô tình thằng xe này bị lỗi là chúng ta sẽ không lấy lại được data được chưa? OK, thì các bạn lưu lại cái file này. Còn lại thì trong các trường học sau đó, chúng ta sẽ học cách sử dụng cái file này để mình xây dựng lại một cái mã nguồn WordPress từ cái data có sẵn chứ không nhất thiết là chúng ta phải tạo một cái data mới từ đầu ha. Ok, cái phần đó chúng ta sẽ học sau. Hiện tại thì cái phần database này mình cũng chưa có dữ liệu gì quan trọng cả. Các bạn có luyện tập cái phần này trước. Và nếu vô tình có gặp cái lỗi tương tự đây mình cũng có chụp lại cái màn hình ha. Các bạn sẽ gặp cái lỗi như thế này nè. Đây. Đấy lỗi y chang như vậy thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn như video này là được ok